Kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ cộng đoàn. Ngày mai 31, Chủ nhật thứ 4 mùa chay, giáo huấn số 18, chết trong Đức Kitô Giêsu. Sự chết là hậu quả của tội lỗi, là người giải thích xác thực những khẳng định của Thánh Kinh và Thánh Quyền. Huấn quyền của Hội Thánh dạy rằng, cái chết đã đi vào trần gian vì tội lỗi của con người. Mặc dù con người có bản tính là phải chết, nhưng Thiên Chúa đã định cho con người không phải chết. Vì vậy, sự chết đi ngược lại với những kế hoạch của Thiên Chúa tạo hóa, và nó đi vào trần gian với tính cách là hậu quả của tội lỗi. Sự chết về phần xác mà lẽ ra con người đã thoát khỏi nếu đã không phạm tội. Hiến chế mục vụ số 18 cũng là thủ địch cuối cùng mà con người phải chiến thắng. Sự chết được Đức Chúa Kitô biến đổi. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, cũng đã chịu chết, vì chết là đặc điểm của thân phận nhân loại. Nhưng chính người, tuy run sợ khi đối diện với sự chết, đã đảm nhận nó trong một hành vi suy phục thánh ý Chúa Cha, một người cách trọn vẹn và tự nguyện. Sự vâng phục của Giêsu đã biến đổi lời chúc dữ của sự chết thành lời chúc lành. Tháng tư ý cầu nguyện, cầu cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện. Xin cho các thầy thuốc và những người thiện nguyện có mặt trong các vùng chiến sự đang liều mình để cứu mạng sống của người khác. Mùng 1 tháng 4 là thứ hai, mùng 2 thứ 3 Thánh Phanxicô Paula ẩn tu. Mùng 3 thứ 4, mùng 4 thứ 5 đầu tháng, Thánh Isidoro giám mục tiến sĩ hội thánh. Mùng 5 thứ 6 đầu tháng, Thánh Vincent Ferre linh mục. Mùng 6 thứ 7 đầu tháng. Mùng 7 Chủ nhật thứ 5 mùa chay. Rao hôm phối rao lần thứ nhất, có anh Gioan Bautista Trần Đức Cao Giang, con ông Gioan Bautista Trần Ngọc Đức và bà Maria Lê Thị Tuyết, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, trước đây ngủ tại 86/29/12 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Maria Dương Thị Thanh Thảo, con ông Dominico Dương Văn Hương và bà Anna Bùi Thị Mỹ Út, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngủ tại 230 Lô Háp, chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, giáo xứ Thánh Phaolô 10, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ hai, có anh Phêrô Lâm Kiến Hòa Tân Tòng, con ông Lâm Kiến và bà Nguyễn Thị Bích Liên, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 496/1/1 Phú Định, phường 16, quận 8, giáo xứ Bình Đông, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Teresa Nguyễn Thị Kim Phượng, con ông Gioan Bautista Nguyễn Văn Kim và bà Anna Tạ Tuyết Lan, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 480/5 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Ai biết những đồ phối rào trên cứ điều gì ngăn trở buộc phải trình cho cha chính xứ. Thông báo: Chủ nhật tuần sau, mùng 7 tháng 4, Chủ nhật đầu tháng, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Các gia đình liên hệ quý ông Tùm điều hành các giáo họ hoặc văn phòng giáo xứ để lấy đơn đăng ký và nộp tại văn phòng trước ngày thứ Sáu, mùng 5 tháng 4, 2019. Thứ hai, số tiền quý ông bà đã đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 2, 50.402.000 đồng. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 3. Sau thánh lễ, có quý bà đứng tại cổng nhà thờ nhận sự đóng góp của quý cộng đoàn. Trong lại những thần linh quay áp trên trời, xin thương
nhưng chân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay là Chủ nhật thứ tư mùa chay, cũng còn gọi là Chủ nhật màu hồng, màu của niềm vui. Chúng ta vui mừng vì tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta ngay khi chúng ta là những tội nhân. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Con một gian trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Giô-suê. Sau khi dân Israel vào đất hứa, Đức Chúa phán với ông Giô-suê: Hôm nay ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai Cập. Còn cái Israel đóng trại ở Gim-gan và cử hành lễ vượt qua ngày 14 trong tháng. Và buổi chiều trong vùng thảo nguyên Jericho, hôm sau lễ vượt qua, họ đã dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang. Vào đúng ngày đó, hôm sau, không còn manna nữa khi họ dùng thổ sản trong xứ. Thế là con cái Israel không còn manna nữa. Năm ấy, họ đã dùng hoa màu của đất Canaan. Đó là lời Chúa. Chúa ôn tôi thánh thiện, ban ngày nghe ba hay mừng.
Bài chiếc thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, phàn ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã đây rồi, mọi sự đều do bởi Thiên Chúa là đứng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người và trao cho Người tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, vì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta lên công chính trong Người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giê-xu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông tràn lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi,
Đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mặc khải Thánh Kinh cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu ấy được diễn tả cách đặc biệt trong mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người qua suốt dòng lịch sử cứu độ. Trước hết, Thiên Chúa thể hiện lòng nhân từ của Ngài bằng cách cứu giúp người khốn khổ. Thiên Chúa luôn tỏ hiện bản thân Ngài như là đấng hằng che chở những ai nghèo khổ, quá bùa, mồ côi. Đây là kinh nghiệm đức tin sâu sắc của người Israel từ thời xuất hành và kéo dài suốt lịch sử dân Israel. Thứ đến, Thiên Chúa thể hiện lòng thương xót của Ngài khi cứu giúp tội nhân. Chính Thiên Chúa cho thấy lòng nhân từ của Ngài còn vượt thắng được mọi tội lỗi, đến độ vì tội lỗi con người lại được tiến vào sâu hơn mầu nhiệm lòng âu yếm của Thiên Chúa. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu muốn nói đến qua hình ảnh người cha nhân hậu trong bài tin mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe. Trong bài tin mừng, người cha tỏ ra là người vô cùng nhân hậu, nhưng chúng ta cũng thấy ông là người cha vô cùng lạc lõng. Nhân hậu nhưng mà vô cùng lạc lõng. Tại sao chúng ta nói ông là người lạc lõng? Ông lạc lõng không phải vì ông là người sống một mình, lẻ loi, cô độc. Ông lạc lõng là vì ông không gặp được cái mình tìm. Cái ông muốn tìm là cái tình của hai người con, nhưng ông không tìm thấy điều đó nơi hai đứa con của ông. Người con thứ là đứa ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Sự ích kỷ của anh ta được biểu lộ trước hết trong việc anh ta xin chia gia tài. Bởi vì anh ta ở chung nhà với gia đình mà chỉ nghĩ đến việc là vun vén riêng cho bản thân mình. Anh ta không hề nghĩ đến việc đóng góp mà chỉ nghĩ đến việc rút tỉa. Anh ta không hề muốn làm việc mà chỉ muốn hưởng thụ. Cái này chắc nhiều gia đình có nhiều thành viên giống kiểu này. Sự ích kỷ của anh ta đạt đến mức tồi tệ và đáng kinh tởm khi dám mở miệng xin cha chia gia tài. Theo truyền thống phương Đông, gia tài chỉ được chia sau khi mà cha mẹ đã qua đời. Cho nên việc xin chia gia tài lúc cha mẹ còn sống thì chẳng khác nào là cầu mong cho cha mẹ chết sớm, chết đi để mà để lại gia tài cho tôi tiêu, tôi xài. Rồi khi có tiền có bạc trong tay, thưa anh chị em, anh ta đã bắt đầu ăn tiêu phung phí. Cách ăn tiêu ấy nói lên tính ích kỷ cực độ của người con thứ. Anh ta tiêu tiền mà không nghĩ gì đến mồ hôi nước mắt của cha mình. Anh ta tiêu tiền chỉ để thỏa mãn dục vọng, chỉ để cung phụng bản thân. Và vì khi có tiền anh ta chẳng nghĩ đến ai, cho nên khi anh ta hết tiền cũng chẳng có ai gắn bó và sẵn sàng giúp đỡ cho anh ta qua cơn túng thiếu. Vì túng thiếu quá,
Cho nên anh ta mới phải nghĩ đến việc trở về với cha. Nhưng chúng ta đọc trong dụ ngôn, chúng ta thấy cái toan tính trở về của anh ta cũng đầy ích kỷ. Anh ta trở về không phải vì thương cha, anh ta trở về chỉ nghĩ đến cái bụng. Anh chỉ nghĩ rằng về nhà là anh sẽ được no, ăn no. Chỉ có thế thôi. Thật là phũ phàng. Nhưng dù người con thứ trở về trong tâm trạng như thế, chúng ta thấy người cha vẫn rộng lòng đón nhận và tha thứ tất cả. Thiên Chúa mà chúng ta thờ là một Thiên Chúa luôn xử sự như thế, luôn xử sự như người cha nhân hậu trong dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe. Ngài vẫn yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta là những tội nhân. Ngài không những không bớt thương mà còn thương nhiều hơn nữa. Không phải đợi chúng ta trở nên hoàn hảo thì Thiên Chúa mới thương, mà Ngài yêu thương chúng ta chính vì chúng ta là người có tội. Ngài yêu thương ngay khi chúng ta còn ở trong tội lỗi của chúng ta. Còn về người con cả, thưa anh chị em, bề mặt thì chúng ta thấy anh ta là người ngon lành, không trái lệnh cha mà tuân thủ nghiêm nghị, không có vi phạm luật lệ. Trong con mắt nhiều người chắc là nghĩ anh ta là người tốt, đâu có phung phí tài sản, đâu có đi chơi gái, đi điếm ăn nhậu bài bạc, không có. Cho nên có thể nói đối với cha, có lẽ nhiều người trong chúng ta nghĩ là anh cả là người công chính, là người đạo đức thánh thiện. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn sâu hơn thì không phải thế. Anh ta vẫn luôn ở nhà với cha của mình, nhưng thực ra chỉ có cái xác mà thôi, còn tâm hồn của anh ta thì không. Tuy ở trong gia đình nhưng tâm hồn của người anh cả không thuộc về gia đình. Anh ta làm việc không phải với tâm tình của một người con hiếu thảo đối với cha, coi mọi sự của cha là của con. Anh ta muốn vun vén riêng tư cho mình, cho nên anh ta làm việc cho cha mình với tinh thần của một người làm công, tinh thần của một người nô lệ, chỉ mong được trả công mà thôi. Chỉ nghĩ đến con bê nhỏ, chỉ nghĩ đến bạn bè riêng của mình. Chính vì thế, mặc dù sống bên cạnh cha, nhưng tâm hồn của người anh cả cách xa tâm hồn của người cha biết bao. Anh ta không bao giờ biết chia sẻ những tình thương ưu tư và hoài bão của cha mình cả. Chính vì thế, mặc dù người con cả luôn có mặt trong nhà của cha mình, nhưng vẫn là người dư thừa đối với cha của anh ta. Tại sao anh ta là người dư thừa, thưa anh chị em? Người cha cần một người con, một người con sống tâm tình của một người con thảo, mọi sự của cha là của con. Nhưng người con cả này lại không sống trong tâm tình đó, mà lại sống trong tâm tình của một người làm công, đòi cha phải trả cho mình vì những việc mình làm, vì lối sống chẳng hề trái lệnh cha. Cha phải cho một con bê nhỏ. Anh ta sống trong tâm tình của một người làm công, mà một người làm công thì cha của anh ta có dư, có rất nhiều. Cho nên anh người con cả có ở trong nhà đó, nhưng là một người thừa, thưa anh chị em. Tuy vậy, người cha vẫn luôn luôn yêu thương anh ta. Anh ta sống như thế, nhưng mà người cha vẫn thương, không phải ghét. Khi anh ta không chịu vào nhà, người cha phải đi ra, phải bỏ dở cái bữa ăn để đưa anh ta vào trong tình thương, vào trong mái ấm gia đình. Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ cũng là một Thiên Chúa luôn luôn hành xử như thế, hành xử như người cha nhân hậu. Lắm lúc thưa anh chị em, trong đời sống đạo, chúng ta cũng rơi vào kiểu sống của người con cả.
Mỗi lần bỏ lễ Chủ nhật, nhiều người trong chúng ta cảm thấy bối rối vì tội. Nếu bối rối này đến vì sợ Chúa phạt, chứ không phải tiếc nuối đến từ lòng mến, thì Chúa chưa phải là người cha đối với chúng ta. Nhiều người, thưa anh chị em, đi lễ chỉ để chu toàn 10 điều răn, bởi vì bỏ lễ Chủ nhật tội nặng á, rớt quả ngục á, các cha nói đi nói lại sợ quá, cho nên đi lễ. Và thực sự là nhiều khi có nhiều người đi lễ vì cha mẹ thúc bách, ừ mì ở nhà làm gì, ở nhà coi tivi còn nằm ớn ra, có làm gì đâu, đi lễ, không bỏ lễ rớt quả ngục bây giờ đi. Nhưng mà thực sự đi có cái xác không, hồn nó không ở trong nhà thờ, hồn ở tivi, hồn nó ở quán nhậu, hồn nó ở cái trận đá banh. Rồi có nhiều người đến giống như là làm chứng, đứng ngoài bờ rào nhìn vô, có nhiều người dựng xe để nhìn vô, à ta thấy là Chúa coi còn có đi lễ rồi nha, còn thấy mặt ông cha ông này ông mặc áo màu hồng, thế gì báo cáo là được rồi. Đi lễ kiểu đó chỉ có cái xác thôi, không có hồn. Và thực ra chúng ta sống như thế là chúng ta sống với Chúa với tâm tình không phải tâm tình của một người con thảo, mà tâm tình của một người nô lệ, nô lệ cho chính lề luật. Chúng ta không cảm thấy lề luật của Chúa đưa ra là một mối lợi, là một điều để hỗ trợ chúng ta trong đời sống thiêng liêng, trong đời sống với Chúa. Đôi khi chúng ta nhìn vào lề luật của Chúa, lắm lúc nhiều khi chúng ta cũng nói trong bụng, giả sử như mình không có đạo thì đỡ biết mấy, bây giờ lỡ biết Chúa rồi bây giờ không dám bỏ. Nhiều người chắc nghĩ như thế, không dám nói ra thôi. Con ví dụ như những cặp vợ chồng dắt nhau đến nhà thờ để nói lên sự ưng thuận, em nhận anh làm chồng, anh nhận em làm vợ. Lỡ rồi sau khi nói lên lời ưng thuận đó, linh mục chứng hôn chốt cho một câu, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Khi nghe như thế về nhà bắt đầu là nghĩ là chắc cứu rồi, ai cũng nghĩ chắc cứu, người phụ nữ cũng nghĩ chắc cứu rồi, nay là chồng mình rồi, nó không bỏ mình. Anh chồng cũng nghĩ thế, con vợ là chắc cứu của mình rồi, nó cũng không bỏ mình được. Bị lãng quảng bỏ là cha xứ là gõ đầu, không cho rước lễ, rồi còn thế này thế kia nữa. Thế nên là cái sống lì ra. Mấy anh chàng là cứ thích nhậu, nhậu tới, nhậu nhiều khi vợ con ở nhà nấu cơm chờ về không thấy, lấy lý do làm ăn bù khú với bạn bè nhậu say bí tỉ. Có những người lo đi đánh bài, đánh bạc, cá độ, chẳng có lo làm ăn gì cả. Vợ không đâu có vừa, mày chơi được tao chơi được, chơi riết rồi xong thấy cái gia đình của mình nó như địa ngục, nặng như cái cùng. Rồi bắt đầu nghĩ giá như không có đạo, nếu mà thưa cha, nếu không có đạo là con bỏ lâu rồi. Hình như có đạo mình, người có đạo mình thiệt thòi lắm, phải cắn răng chịu đựng mấy cái thằng trời đánh đó, thiệt thòi lắm. Con nói đây nhiều người ngồi cười cười, nhà mình chắc cũng có đúng không chừng. Cho nên chúng ta sống với Chúa mà chúng ta thấy lề luật của Chúa là một mớ gánh nặng cho chúng ta, bóp chết chúng ta, không làm cho chúng ta sống một đời sống đạo tươi mát và hạnh phúc. Chúng ta không thấy rằng sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Lề luật đó là một mối lợi cho chúng ta. Lề luật đó làm cho gia đình của chúng ta được yên hàng, được yên ổn, làm cho mỗi người ý thức được rằng cần phải cố gắng vun đắp xây dựng cho gia đình của mình.
cần phải vượt qua những khó khăn, cần phải vượt qua những chỗ lệch để tiến tới sự hòa hợp trong gia đình của mình. Chúng ta không thấy như thế, không thấy lề luật của Chúa có ích cho chúng ta, mà lề luật của Chúa là một gánh nặng cho chúng ta. Cho nên nhiều khi giá như không có đạo thì đỡ biết mấy, sống như người lương, thích thì ở, không thích thì đi, chia tay, còn con chia mọi đứa một thằng, không nuôi thì cho bà ngoại, cho bà nội nuôi, rồi ta đi với đứa khác. Nếu đời sống đạo của chúng ta như thế, thì chúng ta ở trong nhà Chúa, chúng ta ở trong giáo hội, nhưng thực sự chúng ta lại rất xa Chúa. Khi nhập thể làm người, con Thiên Chúa đã mời gọi con người chúng ta không phải sống theo cái kiểu người con cả, nhưng mà sống trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, là lối sống không hề tại ở việc tu luyện và làm thành toàn bản thân của mình dựa trên việc chỉnh chu, tuân giữ những lề luật cứng nhắc và hình thức theo kiểu chẳng khi nào trái lệnh của người con cả mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Sống trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa chính là kết hiệp với Ngài trong ý muốn, trong chương trình cứu độ cụ thể qua Đức Giêsu. Sống với Đức Giêsu không phải chỉ là giữ những lề luật cố định, nhưng là liên kết đời mình vào lịch sử cứu độ, là sống với ý thức Thiên Chúa ở gần, Thiên Chúa ở cùng, Thiên Chúa cùng với ta sống cuộc đời của chúng ta. Như lời Thánh Phaolô nói: tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm này là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Với tâm tình đó, chúng ta dâng thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa cho chính chúng ta ý thức và sống với Chúa với tâm tình của người con thảo, chứ không phải tâm tình của người nô lệ, giống như người anh cả trong bài tin mừng. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh mô Thiên Chúa,
anh chị em thân mến, Thiên Chúa là một người cha giàu lòng thương xót. Người không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó sám hối ăn năn để được sống. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh là một người mẹ hiền luôn tin yêu con cái của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn thể hiện tình thương trong cung cách xử sự thường ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hiện nay tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi bụi đời rất đáng báo động. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ luôn sống hòa thuận yêu thương nhau, và nhất là quan tâm giáo dục con cái của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phải từ bỏ nếp sống tội lỗi mà quay về với Chúa là điều mà người Kitô hữu cần thực hiện trong mùa chay thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết đoạn tuyệt với tội lỗi để xứng đáng đón mừng đại lễ phục sinh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ganh tị và ghen ghét gây ra biết bao đau khổ cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết cố gắng sống bác ái yêu thương như Chúa dạy, nhờ đó dẹp bỏ được những tật xấu đáng ghét này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tùng tôn vinh danh Chúa và mưu vinh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phung trường sinh. Xin gia tăng lòng kinh tin sùng mộ, dùng chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thần là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa đã muốn chúng con dùng việc hạm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, dám bước được tin kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: đào vinh, đầy đơn đầy vinh quang Chúa, hoàng hồ Chúa kinh ca tương trời, hoàng hồ Chúa kinh ca tương trời, con cầu đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoàng hồ Chúa kinh ca tương trời. Hoàng hồ Chúa trên ca tôn trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nót mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nọt vì các con. Cùng một thế thương ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giáo ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh ta, phát thơ phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tội tớ của Chúa là linh hồn Gioan Bautista, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang ngồi trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh Y Chúa, Chúa hằng sống và hiên trí muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian phung trai, được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Yeah!
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, sau thánh lễ có các ông bà đứng ở các cổng để nhận sự đóng góp xây dựng nhà sinh hoạt của giáo xứ, của nhà sinh hoạt giáo xứ cho chúng ta. Xin ông bà rộng tay giúp đỡ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.